Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với Review Dạo. Hôm nay mình đang ngồi giải trí, trời mưa một chút và nghĩ đến cái việc là ví dụ bây giờ mình có một khoản tiền mà muốn đi mua điện thoại thì sẽ mua chiếc điện thoại như nào? Cá nhân mình thì mình là một người chơi game nhiều, thế nên là kiểu gì thì mình chọn chiếc điện thoại của iOS bởi vì nó tối ưu game rất là tốt. Tuy nhiên thì không phải là giá nào cũng tốt, thế nên là mình sẽ thường lựa chọn những chiếc điện thoại có mức giá cũ. Tuy nhiên nó lại nảy sinh ra một vấn đề, đó là nếu các bạn mua điện thoại cũ thì các bạn sẽ kiểm tra máy như thế nào trước khi mua? Mặc dù vậy thì mình thấy rằng là có rất nhiều những nhu cầu về việc kiểm tra máy. Tuy nhiên không phải ai cũng quen biết với một anh thợ nào đó thân quen, và không phải là ai cũng có chuyên môn cho việc này. Như vậy là nếu là các bạn một mình đi mua điện thoại, một người không có một chút chuyên môn gì về điện thoại cũng như là test máy trước khi mua, thì chúng ta nên kiểm tra những gì như là một người amateur, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé. Đầu tiên thì mình cũng sẽ nói luôn là mình không phải là người chuyên nghiệp trong cái khoản sửa chữa máy cũng như là kiểm tra máy. Thế nên là mình sẽ chỉ đúc kết ra từ những kinh nghiệm và từ những thứ mình học hỏi được trong quá trình mình mua máy cũng như sử dụng mà thôi. Thế thì chúng ta đi vào bước đầu tiên nhá. Thứ nhất, đó chính là chúng ta sẽ kiểm tra bằng ngoại hình. Thực ra mà nói thì nếu mà là có thợ đi theo, mình vẫn khuyên các bạn là quen anh thợ nào đó thì gọi đi. Và bây giờ anh em đi báo test cho nhau, đi báo thợ luôn các thứ. Thế nhưng mà nếu các bạn không có thì các bạn vẫn có thể đi theo một vài bước sau đây. Thứ nhất là các bạn sẽ kiểm tra về vỏ cho mình. Thì đầu tiên ý, thì nếu mà các bạn nào mà ok với việc là máy đã bị thay vỏ thì mình không nói làm gì. Nhưng bạn nào không muốn cái máy này là máy vỏ tàu ấy, vỏ lô, thì các bạn cũng chú ý cho mình một điều. Theo những kinh nghiệm của mình có biết được thì những cái chiếc điện thoại đã bị thay vỏ thì rất khó để chúng ta có thể phân biệt được với cả máy chính gốc. Đơn cử như là chiếc iPhone 8 Plus ở đây chẳng hạn. Thì khi mà mình sử dụng cái chiếc iPhone 8 Plus đã bị thay vỏ một thời gian rồi thì mình thấy rằng là cái viền vỏ của chiếc iPhone 8 Plus đã thay, nó không nhám bằng cái chiếc iPhone 8 Plus chính gốc. Có nghĩa là khi các bạn sờ lên thì các bạn sẽ thấy trơn nhẹ, nó rất là mịn màng ấy. Tất nhiên là nó vẫn có độ nhám, nó vẫn có độ bám tay, nhưng mà khi mà các bạn cầm lên thì nó không thể nào bám chắc tay giống như chiếc iPhone 8 Plus gốc. Và các bạn có thể thử một cái cách là các bạn di lên cái phần lòng bàn tay này. Và nếu mà các bạn mang theo một chiếc iPhone 8 Plus để các bạn có đối chiếu thì cũng hay quá rồi. Thì chúng ta cũng có cái để mà so sánh là xem cái nào đã là vỏ gốc hay vỏ zin. Nhưng mà cái cách này không phải đúng hoàn toàn 100% đâu, chỉ là những thứ mà mình đúc kết ra mà thôi. Tiếp theo là các bạn sẽ nhìn vào cái phần phím bấm này cho mình. Thường thường thì những cái phần phím bấm vật lý của Apple ấy, họ làm rất là tỉ mỉ. Có nghĩa là các bạn sờ vào sẽ thấy nó không bị flex này. Nó không có cảm giác khi các bạn đẩy nhẹ xuống là nó sẽ bị lung lay, kiểu như là không bấm mà nó cũng xuống ấy. Thì đấy, nếu mà sản phẩm của bạn là sản phẩm nó còn nguyên trạng như vậy thì các bạn yên tâm là cái sản phẩm đấy vẫn còn tốt, thậm chí là vỏ lô đi chăng nữa. Tiếp theo ở cái phần kiểm tra ngoại hình ấy, thì mình muốn các bạn nhìn vào cái phần viền của cái màn hình như này. Thường thường thì phần viền màn hình của Apple họ sẽ để lộ ra một chút khe nhỏ nhỏ. Nhưng cái khe này các bạn lưu ý là không bị dính bụi và không bị hở bất kỳ một chút nào cả. Thế nên là qua quá trình sử dụng thì cái phần bụi bám ở đây nó có thì có rất ít thôi, chứ nó không bị bám nhiều. Với những sản phẩm nó bị bám nhiều bụi vào rồi thì mình nghĩ rằng là đây là sản phẩm đã bị thay cái vỏ, cũng như hoặc là tệ hơn đã bị thay màn cũng như là ép kính lại, và nó sẽ bị bám rất nhiều những cái vết bẩn vào trong cái khe này. Thế nên là mình mong các bạn sẽ thật sự cân nhắc khi lựa chọn chiếc máy như thế. Và thêm nữa rằng các bạn cũng kiểm tra xem cái phần màn hình và cái phần vỏ lưng như này là nó có thực sự trùng khớp với nhau hay không. Khi các bạn bấm vào mà nó bị cái tình trạng lỏng lẻo, ọp ẹp, hoặc là cái phần viền này nó bị vênh lên một chút thì các bạn cũng không lấy chiếc máy đó cho mình, rất là nguy hiểm. Điểm tiếp theo trong phần ngoại hình muốn nhắc thêm các bạn ý, đó là các bạn sẽ bấm cái khe chọc sim này cho mình ra. Các bạn kéo cái que sim này ra và các bạn nhìn vào trong và bật sáng màn hình lên. Nếu ở trong cái phần cắm sim này này mà khi các bạn bật sáng màn hình lên nó có ánh sáng thoát ra ngoài, có nghĩa là chiếc máy này đã bị thay màn hình không cẩn thận và nó dẫn đến hiện tượng là hở sáng. Các bạn cũng không lấy sản phẩm như thế cho mình. Tiếp theo là các bạn tìm đến cái phần camera này. Nếu trong phần camera này của bạn nó có bụi dính vào trong, hoặc là cả camera trước, cả camera sau đều như thế, thì các bạn cũng không lấy sản phẩm cho mình, bởi vì là nó đã bị bung ra rồi, nó đã bị thay vỏ. Và khi các bạn chụp ảnh với những sản phẩm có bụi bám bên trong camera ấy, thì cái cảm giác cực kỳ khó chịu, ảnh rất là xấu. Tóm lại là những cái sản phẩm nào mà nó có những cái dấu hiệu mình kể trên thì các bạn cũng làm ơn là chúng ta xem xét kỹ lại nếu mà các bạn chỉ có lựa chọn là như thế thôi. Còn nếu mà chúng ta còn nhiều sản phẩm trong cửa tiệm ấy, thì các bạn cứ bảo nhân viên lấy ra cho chúng ta những chiếc máy khác để chúng ta có thể kiểm tra kỹ lại và chọn cho mình cái sản phẩm hoàn hảo nhất. Như vậy là xong cái phần ngoại hình của một kẻ amateur giống như mình. Vậy còn cái phần chức năng thì sao? Thực ra mà nói thì từ xưa nay kiểm tra những cái chức năng của iPhone nó là một điều không khó lắm. Tuy nhiên thì đây là một công đoạn rất dài dòng và các bạn sẽ kiểm tra quá nhiều thứ trong một cái chiếc điện thoại các bạn đang định mua. Nhưng mà mình lại giới thiệu cho bạn một cái giải pháp rất là nhanh. Các bạn chỉ cần một cái app thôi là các bạn có thể kiểm tra được hầu hết tất cả những chức năng có cơ bản nhất của trong chiếc điện thoại của mình.
Cái app tên là Test Em này thì nó sẽ giúp cho các bạn kiểm tra lần lượt tất cả những chức năng mà chiếc điện thoại có. Như là trong cái phần này của mình này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ kiểm tra từ màn hình này, thì sẽ gồm có cảm ứng như nào này, 3D touch ra sao này, rồi là đến loa này, rồi là đến cái những cái cảm biến, con quay hồi chuyển, cái khả năng kết nối wifi, bluetooth, cellular, rồi là GPS, vân 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 vân. Và thêm vào đó nữa là nó có thêm khả năng kiểm tra về cả touch ID, về cả sạc, về cả rung, về cả camera, vân vân vân. Tất tần tật tất cả những thứ các bạn có ở trong một chiếc điện thoại thì nó test trong này. Và các bạn chọn từng bài test một theo hướng dẫn. Và nếu cái bài test đấy hoàn thành ổn thì nó sẽ có một dấu tích xanh cho bạn. Nếu bài test đó không ổn, có nghĩa là cái chức năng đó của điện thoại của bạn đã có vấn đề và bắt buộc các bạn sẽ cần phải cân nhắc khi mua chiếc điện thoại đó. Còn thường thường nếu mà các bạn tự test thì các bạn kiểu gì cũng quên, kiểu đang test màn hình xong thôi thôi thế là ổn rồi, thôi không test loa nữa, về mới táo hỏa ra là loa con này không dùng được, thế là coi như chết. Và điểm cuối cùng mình muốn nhắn cho các bạn đó chính là các bạn nên kiểm tra về pin. Vì cá nhân mình thấy rằng kiểm tra về pin rất là khó, nhưng mà bây giờ chúng ta đã được làm tốt hơn bởi vì iOS 11, 12 đã có cái khả năng là kiểm tra độ chai của pin. Thì các bạn cũng dễ dàng thôi, các bạn cứ vào phần cài đặt là bạn xem rằng pin chúng ta bị chai bao nhiêu. Như vậy là mình đã cùng với các bạn đi qua những cái bước rất là cơ bản để kiểm tra xem là cái điện thoại của bạn có sử dụng tốt nếu mà các bạn mua một chiếc máy cũ hay không. Lời khuyên của mình ấy là mình vẫn muốn các bạn đem theo những người bạn thân thiết của mình, những người thợ làm về điện thoại để họ có thể giúp bạn kiểm tra xem máy nó có dùng tốt hay không. Còn nếu các bạn không có thì các bạn cứ theo những cái bước của mình vừa đề ra thì các bạn sẽ phần nào đó giảm thiểu được cái nguy cơ khi các bạn mua được những chiếc máy nó không tốt. Đặc biệt nhất là khi các bạn đến những cửa hàng bán điện thoại trôi nổi. Cá nhân mình thì từ hồi còn là sinh viên thì mình đã không có tiền lắm nên là mình thường lựa chọn những sản phẩm iPhone cũ và mình cũng đã sử dụng qua khá là nhiều rồi. Bạn bè mình cũng sử dụng nên là mình thường đến cửa hàng là 7S, các bạn đều biết rồi. Mình đã sử dụng qua chiếc iPhone 6S này, chiếc iPhone 7 Plus này và cả chiếc iPhone 8 Plus nữa. Hiện tại mình đang sử dụng chiếc điện thoại này, đều là sản phẩm cũ cả. Mình thấy là chất lượng ở đây khá là tốt. Bạn nào bị quan tâm ấy, đừng quên truy cập vào link mình để ngay dưới này. Nếu các bạn thấy video hay, đừng quên bấm like, share bạn bè, bấm subscribe và bấm chuông cho kênh YouTube của Review Dạo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong thời gian tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chắc chắn rồi, bởi vì là nói thật là chắc chắn rồi, bởi vì giờ chắc chắn rồi, bởi vì là bây giờ hầu